Nhận định nữ Anh với nữ Mỹ, 2 giờ ngày 3 tháng 7, bán kết World Cup nữ, sân Groupama. Sau những gì đã thể hiện, dù biết là rất khó khăn, nhưng vẫn có thể hy vọng vào khả năng nữ Anh sẽ làm được điều gì đó trước nữ Mỹ. Cập nhật tỷ lệ kèo, thông tin trước trận đấu và đội hình ra sân. Chiến thắng tới 3-0 trước Na Uy ở trận tứ kết vừa qua đã giúp cho nữ Anh có lần thứ hai liên tiếp có mặt ở vòng bán kết của giải đấu danh giá nhất thế giới cho bóng đá nữ sau 5 lần tham dự, và để làm nên lịch sử lần đầu tiên vào tới trận chung kết của một kỳ World Cup nữ. Thầy trò huấn luyện viên Kim Henry cần vượt qua thử thách mang tên nước Mỹ. Sau những gì đã thể hiện từ đầu giải với thành tích bóng đá liên tiếp cả 5 trận, bao gồm 3 trận vòng bảng, sau đó là vòng 1/8 và tứ kết, nhiều người đã bắt đầu hy vọng vào chiến tích mới cho nữ Tam Tư ở đấu trường này. Trên thực tế, điều này là có cơ sở khi những gì mà thầy trò huấn luyện viên Kim Henry thể hiện có xu hướng ngày càng tốt hơn sau mỗi trận đấu. Tuy nhiên, ở trận bán kết tới đây, với việc đối thủ là nước Mỹ, thử thách sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với những trận đấu đã qua. Cần biết rằng, cả năm đối thủ mà nước Anh chạm trán từ đầu giải đến nay đều là những cái tên bị đánh giá yếu hơn. Trong khi nước Mỹ lại hoàn toàn khác biệt khi họ cũng chỉ là nhà đương kim vô địch giải đấu mà hiện tại cũng đang là đội bóng số 1 trên bảng xếp hạng FIFA. Hơn hết, xét về thực lực, nước Mỹ vẫn là cái tên được đánh giá cao hơn nhờ nền tảng của cả nền bóng đá cũng như việc họ đứng chủ ở đấu trường thế giới. Suốt những năm vừa qua, trong đó có tới 2 lần đăng quang ở World Cup sau 4 lần góp mặt ở trận chung kết, cũng như việc thắng ở vị trí thứ 3 trong 3 lần còn lại. Về mặt lực lượng, nước Mỹ cũng là tập hợp của những ngôi sao hàng đầu trong thế giới bóng đá nữ, cụ thể như Alex Morgan, Megan Rapinoe hay Kylie Loy, những cái tên đã làm khuynh đảo bóng đá nữ thế giới những năm qua. Bên cạnh đó, nếu xét phong độ ở giải đấu năm nay, nữ Mỹ cũng đang gây ấn tượng mạnh với 5 trận toàn thắng, ghi tới 22 bàn và chỉ để lọt lưới 2 lần. Mặc dù vậy, không thể vì thế mà quên được rằng, nữ Anh cũng đã có sự tiến bộ vượt bậc trong thời gian qua, và hậu kỳ ở World Cup năm nay của họ cũng không ít người phải ngưỡng mộ. Chính vì thế, chúng không được đánh giá cao vào khả năng di tiếp so với nước Mỹ, cùng khả năng tạo bất ngờ từ các nước Nam Phi là rất khó. Điều này cũng đã được thể hiện trên sàn giao dịch châu Á khi nước Mỹ chỉ được xếp ở mức chấp hòa trong cuộc đối đầu tới đây. Cần biết rằng, ở cả 4 lần chạm trán trước đó, thầy trò huấn luyện viên Hugh Davis vẫn luôn thể hiện được ưu thế của mình với kèo chấp tối thiểu là 3/4. Có thể do tính chất của trận đấu mà trận này kèo chấp của nước Mỹ chỉ còn là 1/2. Mặc dù vậy, điều đó cũng đã cho thấy vị thế của nước Anh đã được cải thiện đáng kể. Chính vì thế, sau những gì đã thể hiện, dù biết là rất khó khăn, nhưng vẫn có thể hy vọng vào khả năng thầy trò huấn luyện viên Kim Henry làm được điều gì đó trước nước Mỹ tại FIFA 3 ở cuộc đối đầu tới đây.